Xin chào các bạn nhé, đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu bánh 400-8 này. 400-8 đường kính là 40. Bánh này là bánh có bản gai máy cày này. Đấy. Bánh có bản gai máy cày. Bản rộng là 10 cm. Cái bánh này thì đối với những cái cầu có tăm bua má phanh 160 thì đều lắp được, còn cái tăm bua 180 là không lắp được các bạn nhé. Cái tim lỗ này là chéo 10 vuông 7 và cái lỗ tim này là 63. Đấy, gai của nó đây. Bánh này thì có tải trọng là 250 kg một bánh, và nó phù hợp cho các bạn chạy hàng nhà xưởng. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là hết. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ, để nhận được những cái thông báo khi mình mới đăng video lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.